Thưa bác còn với các bạn, chương trình mua sắm sản phẩm đặc trưng ô cốp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng phát triển để gia tăng giá trị nông sản. Thông qua việc hoàn thành, hoàn thiện các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, tạo hạ hưởng tìm mời còn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực truyền thống, người dân có thêm việc là thu nhập ổn định. Với tiềm năng lợi thế các sản phẩm nông nghiệp cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, chương trình giúp khai thác hiệu quả thế mạnh của mùa quyền bền, đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Quảng ở vùng Tất Tô, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Vơ một món ăn dần xa của đồng bào dân tộc Mường năm 2020, nhúc chùa của hợp tác xã nhúc chùa Thành Sơn án công nhấn là sản phẩm ô cốp của tỉnh, thầu chơ đạt chứng nhấn ô cốp với chất lượng và xào. Sản phẩm nhúc chùa Thành Sơn tạ án đồng đao người tiêu dùng còn nước mắt tỉnh. Chương trình ta vàng lái giá trị tích cực có phần nâng cao tâm thương hiếu sản phẩm, vơ rốn hạt thị trường tiêu thú, ngăn trừ sản phẩm của hợp tác xã nhúc chùa Thành Sơn tạ án bảy bảy tán từ siêu thị to còn tinh tế cung ứng hà hàn mở rộng thị trường còn được. Chúng tôi cũng khẳng định cái thương hiệu của chúng tôi bằng cách là chúng tôi đã kiểm nghiệm sản phẩm và chất lượng của sản phẩm chúng tôi đủ điều kiện để chúng tôi đưa ra cho khách hàng. Vừa chợ án công nhấn sản phẩm bà xào món họ ta thấy tôi mâu ma tem nhan tê phù nguyên sản phẩm phần đầu thời gian tính đạt bốn xào. Và bây giờ thì hiện tại thì là hợp tác xã cũng đã đưa sản phẩm vào hệ thống Copmark. Nằm đầu trên khai chương trình ô cốp, tỉnh Phú Thọ ta có hàn mừng thảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh, có nghi thảm sản phẩm đạt hàng bốn sao, rê hàn mừng sản phẩm đạt hàng ba sao. Các sản phẩm ô cốp đều án hoàn thiện tiêu chuẩn chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn hiệu tập thể đăng ký mã QR, tạo án xứ tin cua. Người tiêu dùng còn đi ngoài tinh, xác lập lô trong kính thị trường. Là một hố sản xuất ở chế biển chè lô nằm, cước khi ản tham hà hợp tác xa và nguyên thị ôi xa đồng lường, huyến công thể vận chi bánh chè thô sơ với giá mươn ràm tỉnh 30.000 tôm kênh kg. Thấu cho án tham hà học lớp tập huấn về kỹ thuật mồng chăm sóc trẻ, tỉnh này trẻ của gia đình ái án xuất bản với giá trung bình, mắc cầm, tỉnh mắc cầm rằm 10.000 tôm kênh kg trẻ thành phẩm. Trước kia là chúng tôi làm sản xuất trẻ này này. Cước nì bón họ cử mánh nhảy, người ý là rình giả rất thấp, chứ nì bà còn là theo hưởng dân của hợp tác xa, chấp hành tây tu các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, rình giả phải ta án cao hơn cước nì. Tỉnh Phú Thọ ngắn trừ có tất cả rằm mươn hàn sản phẩm, án công nhấn đặt chôn ổ cốp, ba sao, rê bổn sao, thông qua việc tảnh giả phần háng. Công nhấn sản phẩm ổ cốp ta giúp các chủ thể có lợi thế chờ tham hà thị trường với doanh thu tăng mươn bảy phay thọ phân cầm. Để tăng giá mươn hàn phay hàn phân cầm so với cước ni tham hà chương trình, đồng thời khuyến khích tạo động lực cho các chủ thể tiếp tục nâng cấp hoàn thiện phát triển sản phẩm, tây phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết. Vườn tắc nỉ ản sản xuất theo phương thức hữu cơ, vốn ản xuất bản cho thị trường Hà Nội. Bên năm này, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tiêu thú tốn từ khó khăn, đến các thành viên của hợp tác xã sản xuất mì, ản là bơ chỉnh các loại tắc
bại tang môn tán nì, mì tắc bại bỏ sồi, mì tắc ngọt, mì bỉn to, mì hòa thiền lị, mì nghế, mùa nọ tắc ghi, tất cả đều ẩn trệ biển thanh phơ san phong riêng như bị nì. Mình sử dụng luôn cái cước khay mồm tắc hưu cờ, năng suất thấp, bấp bềnh mà giả thành lại chẳng ổn định, thêm dịch bệnh chẳng xuất bảnh ản, rèn rất khó khăn lắm. Bơ chưa chuyên tháng làm mì tắc, bại hay mối vấn đề ản giải quyết. Ngăn sư gọt rằm sản phẩm mì tắc của hợp tác xã ản công nhấn là sản phẩm ổ cốp, kê bơ chưa ản công nhấn ổ cốp, việc tiêu thú sản phẩm cũng ản thuấn lưới hơn rất tư, đặc biệt còn bội canh dịch bệnh như bị nì. Việc thọc kiểm thị trường Đông Hà cho sản phẩm qua các kênh bán hàng online, ảnh hợp tác xa chủ chống tây mánh, quay tất tương bước thảo gơ khó khăn, còn khâu tiêu thú sản phẩm. Theo kế hoạch, Phú Thọ phấn đấu tỉnh năm 2021 có oanh nhất 70 thảm sản phẩm đạt chuẩn ổ cốp, bơ và sao phơ lền, tên đồng tâm giá trị chất lượng sản phẩm ổ cốp, tỉnh ta tự hạ tư giải pháp quản chống, nhằm giới thiệu tỉnh đồng đao người tiêu dùng kính can nước mắt tỉnh như tăng cường hỗ trợ quang bạ xúc tiện thương mại, quay tương phước xây dựng trách quan lị có hiếu qua nhan hiếu các sản phẩm ổ cốp Phú Thọ thành thương hiếu lưới thể của tỉnh, khả năng cánh tranh kênh thị trường để tương phước tiến tỉnh xuất khẩu. Hỗ trợ quảng bá các cái sản phẩm cho các chủ thể đã được công nhận sản phẩm OCOP. Thời gian tỉnh quyền bền cần vào cuộc quyết liệt tê tham hà, chỉ đáo chương trình, lồng ghép các nguồn lực tê hỗ trợ sản phẩm, quảng bá sản phẩm. Các huyện thành thị cần phải lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Các sản phẩm ổ cốp của tỉnh ta đi tàng táo hà mất diễn máu mởi còn phát triển kinh tế khu vực nông thôn, chẳng ngừng tăng giá các giá trị sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, quay có phát nông cao tới thổ của người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.